Xuống xíu nha em xem, nhanh xuống nha em. Khúc này nè, thấy không? Đó là mình quậy rồi mình đi khúc này. Chưa muốn thông. Nhỏ 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 xíu xíu nha. Chưa thông. Như vừa hổm về đi khúc này nè. Đó mà quậy ra như thế quậy xuống. Đi xe, dẫn cho đi xe bò. Thường à, đường này là đường quốc lộ hả? À, nó chưa thông nè. Đường biển luôn mà nãy tới cái đoạn kia lại quẹo ra quốc lộ. Rồi chờ gần đường này cái đi tới muốn thông luôn cái góc này nào đi thẳng luôn vừa thử. Đừng có đi qua dũng nước nha. À, qua dũng nước là mắc lầy á. Đu giống như xe bò. Chứ giờ lấy bình xịt chưa rồi. Giống rửa xe á. Rửa xe bờ nước rửa xe cuối năm bình thường là rửa tốt ngờ ngày cuối năm nó quốc 140. Ra đường cứ ghê vậy. Ở ngoài tiệm ha. Hơi về nhà lắm nước rửa. Chứ giờ lắm nước là xịt. Ổ vãi. Ê mà. Coi đoạn này. Mắt mày không? Mình ăn cái gì? Ai được?
Thank you.